là trường Hương Việt hôm nay, tất cả quý vị đã biết là hôm nay là ngày cuối của trường Hương Việt trong năm học 2016-2017. Và năm học mới của trường Hương Việt năm 2017-2018 sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 năm 2017 cũng tại trường Roosevelt Middle School. Và ghi danh và thời gian học sẽ là từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Đang quay phim, không có đụng. Và một thông báo kế tiếp là trường Hương Việt sẽ tổ chức Tết Trung Thu cho mấy em như thường lệ. Và Tết Trung Thu sẽ được cho mấy em coi có chương trình văn nghệ do mấy em của trường Hương Việt trình diễn, và sau đó và cuối cùng là thường lệ là chúng ta okay, không có làm vậy. Rước đèn Trung Thu cho mấy em có một ngày được vui chơi, cũng là để cho mấy em có dịp hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam của mình. Một trong những là ngày hội và vui nhất đó là Tết Trung Thu. Và xin nhắc lại một lần nữa là Tết Trung Thu sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 tại Lady College và từ 4 giờ tới 8 giờ tối. 4 to 8. Laney College, 9:30. Nine is the month, 30 is the day. 9:30. Và một điều nữa là nếu mà phụ huynh, các bậc phụ huynh muốn con em của mình được tham gia cho trình diễn trong cái buổi mà hội lễ Tết Trung Thu thì xin để mà cho cái chương trình trình diễn này.